mùa cuối năm là thời điểm của những buổi dạ tiệc sang trọng. Bạn sẽ cần cho mình những bộ trang phục dạ hội được cắt may khéo léo và tinh tế. Vì vậy mà thương hiệu thời trang áo dài Minh Châu đã cho ra mắt những chiếc áo dài cách tân, mang phong cách dạ tiệc, vừa giữ được nét truyền thống nhưng cũng không kém phần hiện đại. Sử dụng những tông màu nổi bật nhất cho mùa xuân năm nay như hồng, tím, đỏ, trắng và những chất liệu mang hơi thở thời đại như voan, ren, lưới. Các nhà thiết kế đã tinh tế lựa chọn và đính lên trên thân áo những viên pha lê, ren để tạo điểm nhấn. Bạn sẽ càng trở nên nổi bật và thu hút trong mắt người đối diện. Bộ sưu tập với các đường may khéo léo được cắt cúp tinh tế, ý dị sẽ giúp cho phái đẹp toát lên được vẻ quyến rũ, gợi cảm nhưng không làm mất đi sự kín đáo của người phụ nữ Việt. Những bộ áo dài cách tân hiện đại, bộ sưu tập lần này của thương hiệu Minh Châu còn ưu ái cho các bạn gái những mẫu váy ngắn trẻ trung và hiện đại, phù hợp để đi dạo phố, ăn uống với gia đình và bạn bè. Chi tiết xếp ly mềm mại ở chân váy được hòa phối cùng những tông màu dịu nhẹ như trắng, sam cocktail, tím. Bạn sẽ trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Sánh vai cùng bạn trong những buổi dạ tiệc sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ và phong cách. Các nhà thiết kế đã mượn form dáng của chiếc áo vest để đưa vào tà áo dài truyền thống. Điểm nhấn chính là những hoa văn sang trọng cuộn vào nhau theo phong cách hoàng gia. Playing empty words we both saying.
còn thiết kế những mẫu đầm ôm mang phong cách tào nhã, khoe được những ưu điểm của cơ thể. Trong đêm tiệc ngập tràn sắc màu, phái đẹp sẽ trông thật kiêu sa và quyến rũ. Thân trên ngực áo cách điệu với chiếc điệu vải mềm mại, buông thả nhẹ nhàng. Những phụ liệu đi kèm đơn giản, được đính tinh tế, khéo léo. Mong muốn mang lại những thiết kế hiện đại, ấn tượng nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống, kín đáo. Bạn hãy lựa chọn cho mình và chàng trai của bạn những trang phục phù hợp bạn nhé.